vệ sinh đầu in, vệ sinh roller và vệ sinh các trục của máy in. Đầu tiên là đầu in thì đây là vị trí của đầu in, chúng ta cần vệ sinh. Chúng ta cần có một cái khăn sạch, một ít cồn, cho cồn vào khăn. Sau đó thì bắt đầu vệ sinh, vị trí đầu in, lấy phần đen đen. Lau nhiều lần. Xong thì phần sẽ khô lau lại nhẹ nhàng. Thế là xong phần vệ sinh đầu. Tiếp theo là phần vệ sinh đầu roller, cần một cái rẻ, cái khăn, dùng cồn. Sau đó vệ sinh, chúng ta sẽ dùng tay để lăn cái roller này để vệ sinh. Cho nó sạch, không có mực hay gì bám bụi trên. Máy in là chất lượng giấy tốt nhất. Chất lượng mực bám giấy tốt nhất. Chuyển phần khô, làm cho khô cùng. Theo là phần vệ sinh các phần khác của máy thì chúng ta phải kiểm tra xem là trục này có bị có giấy mắc vào đây không, lau qua các trục này cho sạch phải. Vị trí này rất dễ bị mắc giấy, chúng ta phải kiểm tra kỹ. Mà hắt giấy chúng ta lên theo tháng xưa dùng một vật gì đó để cho keo hút rồi em thấy không? Bây giờ thì nó